Alo, xin chào cho tình yêu của CC. Đi chơi nhưng mà vẫn không quên nhiệm vụ. CC làm sẵn một vài video rồi cái đi lên trên xe, tại lái xe tới 5 tiếng lận mà. Khi nào ngủ thì ngủ, khi nào thức thì CC edit video. Các chị em nào muốn mua thì CC lưu hình lại, về tới nhà CC ship cho các bạn. CC đi chơi 5 ngày mà coi như là khoảng 6 ngày đi ha. CC về CC sẽ review tiếp bốn cái số mà chúng ta bốc thăm. Các chị em nào trúng, nhiều bạn trúng lắm rồi đó, thì cứ giữ nó đi, chờ CC về nha, các bạn sẽ trúng thêm nữa đó. Đây đây đây, bộ này là size XM, XM CC mặc vừa y luôn, vừa như là may luôn, nhưng mà cái quần thì nó dài lắm, quần dài tới 20 phân luôn á. CC cụ cộng dây thun vào đó, rồi kéo phùng phùng lên, thì như vậy CC mới review cho các bạn được, chứ để mà nó dài thòn lòn không thể nào review được. Nếu các chị em ở Cali hoặc là các chị em về Việt Nam cắt like rẻ đây. Trời ơi, phải nói bộ này xuất sắc luôn các bạn ơi, mặc quần độ mông vào đó, đơn giản mà đẹp vô cùng luôn. Áo mình vải xô, quần mình vải xô, mùa hè của chị em chúng ta là như vậy, xuất sắc ha. Bộ này là size XM. Không còn một điểm nào có thể chê bộ này được các tình yêu. CC có nguyên một bộ này luôn. Áo này CC mặc từ hồi năm ngoái để dành tới bây giờ. Quần này thì CC có rồi ha, nhưng mà cái ống nó hơi rộng một chút. Và cái giỏ này hôm bữa mới đi Orlando mua đó. CC còn một cái nha. Bạn nào muốn mặc nguyên một bộ này giống như CC là mua nguyên một bộ này đi, đẹp cực kỳ là đẹp, CC mặc đi quá chừng người khen luôn, xuất sắc luôn. Cái áo này nó là thun nhưng mà nó hơi dày một chút, thì các bạn có thể mặc quanh năm đó, thật là sang cái áo này. Mặc với cái quần này là tại do cái màu nha các bạn nè. Áo này là thương hiệu Karl Lagerfeld, thương hiệu mà CC gọi là ông già. Cả bộ CC đang mặc trên người là size small. CC mặc ở trên lầu, mang lên lầu rồi là size XM. Bộ này của CC, cái áo này CC cũng mặc size small. Nhưng mà cái quần là XM, nhưng mà quần ống rộng, các bạn hay thấy CC mặc đó. Cái quần này nè, size small, CC mặc rộng lắm ha. CC còn bẻ xuống một like nữa đó. Nè, bẻ xuống một like đó. Rộng lắm. Thành ra các chị em nào mà bụng hơn CC khoảng 6 phân thì các bạn mặc cái quần này nó sẽ đẹp, và nó đứng cái quần nó rất là đẹp ha. Còn CC mặc rộng quá. Nè, CC bẻ lên một like luôn đó, nó rộng như vậy. À, 8 phân là 6 8 phân gì đó các bạn mới có thể mặc vừa cái quần này. Còn ở dưới gấu CC săn lên khoảng 2 gấu thôi. Đó, thì đây. Áo này bỏ ra ngoài đẹp lắm các bạn ơi, mê luôn. Bộ này là size small, vừa đẹp vừa sang, rất là phù hợp với lại cái giỏ này. Giỏ này CC xài rồi, xài thích lắm các bạn, đã đóng đồ trong này luôn, rất là nhiều đồ. Còn một cái kia là mới nha. Cái thương hiệu này hôm bữa đi Orlando để mua, mua được rất là nhiều giỏ sách, bán hết sạch luôn. Cái này CC xài, còn một cái giống như vậy nữa là hết. Tuyệt vời ha, thích lắm các bạn.
trên cả, tuyệt vời. Bộ này là size small. Thấy Sisi đi tướng ngang tàn, ngầu. Mình mặc bộ đồ nào thì mình diễn xuất với cái bộ đồ đó. Các bạn nghĩ bộ này như thế nào? Đối với Sisi thì bộ này trên cả, tuyệt vời. Quá sức đẹp trong đôi mắt của Sisi. Áo này mình phải thun hơi hơi một chút. Nó không phải là thuộc về mùa đông, nó cũng không phải thuộc về mùa xuân, nhưng mà nói chung là nó cũng có một chút thun, nó gì gì đó đó, mà không có nóng. Mỏng. Đẹp ha. Áo này là hiệu Tommy Hilfiger. Đây là cái biểu tượng của cái con này. Chỗ này là những cái bling bling nho nhỏ. Áo này có cái bo. Áo này size small. Đúng rồi, size small. Thứ nhất là màu hồng. Thứ hai là dài tay. Thứ ba là một cái mình thun. Các bạn có thể mặc được 4 mùa. Áo này size small, Sisi mặc quá rộng. Nó rộng quá cho nên các bạn thấy chỗ này nó dư nè, theo. Thành ra cái áo này các chị em size medium vẫn mặc được cái áo này. Mặc được luôn. Tại ngực Sisi medium mà nó còn rộng như vậy mà. Các bạn có cái bụng, cái ngực to hơn Sisi, mặc cái áo này được và tuyệt đẹp. Nhưng với cái áo này mặc quần jean đẹp, mặc với cái váy này thì quá sức đẹp. Váy này là mình vải kaki, họ may rất là đẹp luôn đó. Nói chung là cái váy này không có một điểm nào chê đó các bạn. Sisi chê cái váy này là tại vì tức lắm, size 2 mà nó rộng như vậy sao Sisi mặc. Váy này là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới. Size 2 mà như vậy, trời đất ơi, sao mà mặc được. Rộng tới 48 phân luôn. Đây là dạng váy jean, kaki jean đó các bạn. Tuyệt đẹp cái váy này luôn. Tức là bụng các chị em nào 80 là các chị em mặc được cái váy này. Và với cái áo này luôn. Bạn to con một chút, bụng bạn to đó. Tại vì cái áo này là cần cái bụng to, mà cái váy này cũng cần các bạn có cái bụng to. Tức là bụng các bạn 80, bạn mặc bộ này là đẹp như ý luôn. Sisi thích lắm luôn đó. Tommy Hilfiger là Sisi collection mà. Mà Sisi không có được cái áo. Nếu size X small thì chắc là Sisi mặc được. Còn cái này nó size small. Bộ này là không có một điểm nào để chê luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Trên cả, tuyệt vời. Sisi chúc mừng bạn nào mua được bộ này đó. Áo hiệu Tommy Hilfiger, size small. Hiệu này các chị em mua đồ nhiều lắm luôn rồi. Quá đẹp bộ này luôn. Sisi thiệt mê cái bộ này luôn. Mà không mặc được. Tiếc thiệt, tiếc thiệt. Quá xuất sắc. Và tiếp theo đây, quá tuyệt vời các tình yêu ơi. Cái váy quá đẹp luôn. Cái váy là mình vải phi bóng, xẻ lên tới đùi ha. Và chỗ này người ta cuộn sẵn cho mình rồi. Ở đằng sau là lưng thun, ở đằng trước là cái bảng như vậy. Váy này size small cho nên Sisi mặc rộng.
khoảng 4 phân nha. LCC là 72. Đó thì các bạn trừ hao ha. Nhưng mà cái váy này nó lưng thun cho nên các chị em ăn gian size được. Cái váy này các bạn có thể mặc với áo màu xanh lá cây cũng đẹp lắm. Áo này quá đẹp luôn nhưng mà size nhỏ quá, CC mặc không được, nhưng mà CC thích quá. Áo này là size X small thun lạnh. Áo này quá sức đẹp luôn. Không mặc được. Áo này mà size small chắc CC mặc đẹp lắm luôn đó. Hoa của cái váy này nó màu lam, nó tự đậm qua lợp. Trong cái số màu đó nó có màu của cái áo này. Mà cái áo này nó đẹp là nhờ nó ngắn tới ngay cái lưng váy. Thấy tí xíu chỗ này thôi, không ăn nhầm gì hết. Phải nói là bộ này quá là xuất sắc. Áo size X small, váy size small, nhưng mà váy rất rộng. Các chị em bụng CC là 72 nè, eo bụng là 72, thì các chị em có thể mặc lên tới 80 đi, 78-80. Cái váy này là đều được, tuyệt đẹp luôn. Còn cái áo này mặc dầu là nó hơi chật nhưng mà CC vẫn mặc được. Mà ngực CC là 88, cho nên các chị em nào mà ngực khoảng 84 đi thì các chị em sẽ mặc được cái áo này thoải mái luôn. Nói chung là CC mặc thoải mái lắm luôn đó, nhưng mà tại vì nó hơi ôm vô, nó ôm lấy cái ngực quá thôi. Ra các chị em ngực 84 là mặc đẹp vô cùng cái áo này luôn. Còn cái váy là khoảng bụng khoảng 80 nha. Đó, CC nó rõ đến như vậy luôn. Bộ này là không có một điểm nào chê luôn. CC thiệt là thích luôn đó các bạn. Các bạn có thể mặc cái váy này với lại cái áo thun màu xanh lá cây này. Áo này là double size, medium, large. Cũng đẹp lắm đó. Cái màu này nó rất là tuyệt với lại cái màu xanh lá cây luôn. À, CC nghĩ cái áo này chắc đẹp hơn đó nha. Chờ CC chút đi. CC mặc thử nha. Đây các bạn. Cái áo này mặc với cái váy này rất đẹp, đẹp hơn cái áo kia. Nhưng mà CC mặc cái áo này với cái váy này thì nó lại không đẹp, là tại vì đó là double size, medium và large. Cho nên vừa hết, nhưng cái chiều dài nó bị dài. Nó phải ngắn lên một chút, vừa ngay cái lưng váy, nó hở một tí tẹo chỗ này thôi, thì nó mới là đúng. Đó. Thôi cũng được đi, CC ráng bẻ lên một like hay là gì đó. Đây. Tại vì người ta cố tình người ta chuối xuống như vậy để cho thấy cái thịt của mình thì nó đẹp là ở cái chỗ này. Các bạn mua cái váy và cái áo này đi, đẹp. Còn cái áo kia các bạn muốn mua thì để mặc với cái khác đi. Cái kia là size X small, cái này là thun bình thường, áo kia mới là thun lạnh ha. Đẹp, bộ này đẹp. Áo này là double size, medium và large. Váy này là size small, nhưng mà bụng các bạn phải là 80. Mặc dầu là nó có lưng thun, thì CC đã trừ hao ra cho các bạn rồi đó, khoảng 80. Là các bạn mặc sẽ đẹp, vô cùng là đẹp bộ này ha. Và tiếp theo, bộ này là đẹp quá sức luôn. Không có một điểm nào chê luôn. Áo là mình vải thun lạnh hiệu Calvin Klein. Quần cũng là một thương hiệu gì đó rất là nổi tiếng. Mà cái mình vải này trời đất ơi, CC nói CC không tin luôn. Nó giống như vải phi á, nhưng mà không phải vải phi. Mặc vào người nó mát lạnh mà không nhăn.
Hồi nãy đó, CC mặc cái quần này định review video, nhưng mà vì điện thoại hết pin cho nên CC ra ngoài đó cắm sạc khoảng 30 phút. CC ngồi mặc cái quần này nè, ngồi 30 phút để làm việc, đứng lên không hề nhăn chút nào luôn. Trời ơi, CC nó quá rất là tuyệt vời cái quần này, cả bộ này luôn đó, mặc vào người mà mê luôn, mà không muốn cởi ra luôn đó. Áo hiệu Calvin Klein, quần hiệu gì đó không biết, nhưng mà ở đằng trước là cái bản lưng quần tây, ở đằng sau là lưng thun. Bây giờ CC kẹp lại như vậy thì rộng khoảng 3-4 phân gì thôi, nhưng mà nó là lưng thun, các chị em ăn gian size được. Cái quần này đó là quần suông, ống suông nó xẻ lên tới ngay cái ống quyển mình, nó xẻ ra như vậy nè. Nó dài quá cho nên CC phải lấy cọng dây thun bó lại đó. Thành ra các bạn nghe kỹ nha, đây là quần ống suông dài xẻ lên tới nửa cái ống quyển. Nếu như các bạn không thích xẻ thì các bạn có thể đưa ra ngoài tiệm cho họ may lại, nhưng mà CC nghĩ để xẻ đi, để xẻ đẹp đó các bạn, tại vì cái kiểu của nó mà năm nay vặt bầu và xẻ. Trời ơi, quá tuyệt vời quần này luôn. CC mặc rộng khoảng 2-3 phân này. Quần này mà về Việt Nam mặc thôi không còn một điểm nào chê luôn. Các bạn Việt Nam nên mua bộ này nè, cái mình vải mê luôn, kiểu quần rất là đẹp. Bạn có thể cắt ngắn nhưng mà vẫn để xẻ đi, để xẻ rất đẹp đó các bạn. Quá xuất sắc bộ này luôn. À, CC quên nữa, không có bỏ áo ra ngoài cho các bạn xem. Áo bỏ ra ngoài là như vậy ha, dài qua mông CC đó. Cả bộ này luôn đều là size small. Cái logo ở đây. Hôm bữa CC có một cái áo cũng là mình thun này nè, giống như vậy nè, hình như màu đen màu trắng bán rồi. Trời ơi, cái áo này nó rất là phù hợp với lại cái quần này. Tuyệt vời nha các bạn, không còn một điểm nào chê bộ này luôn. Từ mình vải cho tới giá tiền và thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Và tiếp theo, quá sức là đẹp luôn, trên cả tuyệt vời. Quần này là mình vải phi, đây là dạng rộng suông dài ha, CC cột thun lên đó để cho nó phùng xuống, cho nó ngắn chút, thì mặc thử cho các bạn xem, các bạn mới nhìn được. Quần này CC có 3 cái, 2 cái size X small, 1 cái size small. CC mặc X small nè, vừa y như may luôn. Áo và quần là 2 thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Áo này là mình vải thun lạnh, quần này là mình vải phi bóng, 2 cái đi với nhau được. Bộ này là xuất sắc luôn. Áo size small cho nên các chị em có thể lấy cái quần size small. Còn CC mặc quần này là size X small, còn một cái X small nữa. Mê ly luôn, không có một điểm nào chê luôn. Đây là những cái quần dành cho mùa hè mà, những thương hiệu này nổi tiếng trên thế giới nha. Đẹp các bạn ơi, mê ly luôn. Quần này nè, lưng thun CC mặc vừa lắm, vừa khít luôn, thật là đẹp luôn. Tức là bụng 72 đó ha. Còn các chị em muốn size lớn hơn một chút thì lấy size small nha. Và đây, đây là cái áo thun lạnh. Hiệu John New York. Đây, size small, rộng rãi, thoải mái. Nè, cả bộ này là mình vải không nhăn nè chị ơi, chị gì đó ơi. Thật là tuyệt vời bộ này, trên cả tuyệt vời. Có túi nữa nha. Và
Và tiếp theo đây, đây là những cái áo salot, hai cái extra large mà các chị em yêu cầu CC. Có bốn chị. CC ơi, có áo salot không? Dạ đây, em kiếm được mấy cái nè. Toàn là những thương hiệu nổi tiếng nhưng mà rẻ tiền lắm. Cái này đầu tiên đi ha. Cái này giá chính thức có 64 đô thôi, tất cả là 50% off, thật là rẻ luôn. Áo này là mình vải thun cô tông, mặc rất là mát, hiệu Michael Kors, size large, ở dưới có cái bo cho nên các chị em kéo phùng lên sẽ rất đẹp. Cái tay cũng có cộng thun, ở dưới lai cũng có cộng thun ha. Bụng to, mặc rộng rãi thoải mái luôn. Rẻ lắm các bạn ơi, mặc một cái áo như vậy giá trị lắm. Thì đây ha, size large, tất cả là 50% off rồi. Cái này cũng là hiệu Michael Kors. Cái này thì cái tay loe ra, cái phần ở dưới lai không có bo, cho nên cái áo này là mặc suông như vậy nè, mặc với quần tây, mặc đi làm mỗi ngày, rộng rãi thoải mái vô cùng, đi chơi ở đâu cũng mặc được. Áo bỏ trong quần cũng được, áo bỏ ra ngoài quần cũng rất đẹp luôn. Và đây, đây là mình vải thun lạnh. Cái áo này các chị em nên mua nè. Áo này đẹp lắm. Áo này là bán bao nhiêu cái rồi đó. Hiệu Calvin Klein, rẻ tiền, vô cùng là rẻ. Có 49 đô. Không còn cái nào có thể rẻ hơn được như vậy các bạn. 50% off nữa. Mình vải thun lạnh, không nhăn, kiểu rất đẹp và rất sang luôn. Size lót ha. Cũng là size lót. Mình vải thun. Áo này 54 đồng, 50% off. Tất cả những cái áo CC đang cầm trên tay, size lót là toàn là những thương hiệu nổi tiếng và rất rẻ. Thì giống như CC thường nói với các bạn, đối với size lót, thứ nhất nó phải rẻ, nó phải đẹp, CC mới mua. Là đây các bạn, CC mua những cái này, nếu mà không có bán được cho các bạn YouTube của CC, CC bán cho Mỹ nhiều lắm. Tại vì Mỹ chỉ mặc size lót thôi. Ở đây người hơi to một chút các bạn. Áo này rất đẹp, mặc với quần tây ha, váy đen ha, không có một điểm nào chê luôn. Áo này nè, CC có cái áo này size small hay là extra small gì đó, CC mặc lâu rồi. Quá sức rẻ, một bữa ăn sáng của các bạn thôi. Và đây, áo này, cái phần này rút, rút ngắn ngắn trước lên. Áo này mặc quần jean là tuyệt đẹp luôn. Váy ôm màu đen, rồi quần jean, rồi quần short jean, váy jean. Đây, mặc quần tây đen cũng đẹp nhưng không đẹp bằng quần jean. Lý do CC nói điều đó là tại vì con CC mặc. Đẹp lắm, mặc đi làm mỗi ngày đó các bạn. Cái bình thun nó mát, thật là mát luôn. Nè, cái phần này nó nhúng nhúng là nó che cái bụng nè. Đó, cái tay có cái bo nè, thật là đẹp. Áo này có hai cái, một cái size large và một cái size medium. Con CC mặc cái áo này nè, y hệt như vậy, mặc đi làm. Cái phần ở dưới này là nó có cái bo, mà cái bo bản to, thành ra nó ôm lấy cái bụng các bạn. Cái áo này là các bạn nên mua nè, áo này nè. Có hai cái, một cái size large và một cái size medium. Và đây, đây là hiệu Calvin Klein, cũng là size large. Áo này thì đắt tiền đó, áo này tới 89 đô 50 sen. Nhưng mà tất cả mua là 50% off. Áo này cực kỳ sang rồi, khỏi phải nói rồi. Mặc quần tây màu xám, mặc quần tây đen, mặc quần jean, đều đẹp cả.
Cái áo này các bạn mặc với váy ôm cũng đẹp lắm nha. Mình vải muslin mát lắm, thật là mát luôn, thiệt là thích đó các bạn. Áo này họ may hai lớp các bạn ơi. À đúng rồi, họ may hai lớp, tức là một áo thành hai đó. Nè, cái phần ở bên trong họ cũng may là muslin luôn đó nha các bạn. Tức là cái áo này là loại hai rồi, mắc tiền nên mua cái áo này vì nó sang, nó đắt tiền, tiền nào của đó. Áo này cũng là size lót hiệu Michael Kors, 98 đô. Size lót mà các bạn nhìn thấy nó nhỏ quá ha, nhưng mà không có nhỏ đâu nha, mặc vào người các bạn mới biết, tại vì nó là cái dạng rộng mà lửng. Các chị em size lót là cao to hơn CC rồi đúng không, các chị em mặc nó sẽ vừa qua cái lưng váy, lưng quần đó, dạng lửng như vậy nè. Các chị em nào size medium mua cái áo này mặc vẫn được, nhưng mà đúng của cái áo này là size lót. Áo này mặc quần jean, mặc váy jean, không còn một điểm nào chê luôn. Đây là mình vải ấm ấm một chút ha, có cái nón nè các chị em nè, nhìn những cái chữ nè, rất là đẹp luôn. Áo này nhẹ lắm các bạn, thiệt là nhẹ luôn, size lót ha. Và đây, đây là mình vải xô. Đúng rồi, xô mà nó thớt là mỏng, mà nó mịn như là muslin vậy đó các bạn. Áo này các chị em mặc quần jean, ở đây cột cái nơ đó ha. Đó, các chị em mặc vào như vậy nè, bụi lắm luôn mà đẹp lắm luôn cái áo này. Áo này CC thấy mỹ các mặc nhiều lắm, thích lắm các bạn. Ủa sao lạ vậy? Cái phần ở đằng trước này là vải xô, nhưng mà ở đằng sau thì lại là vải thun. Áo này là các bạn mặc hút mồ hôi, cực kỳ là hút mồ hôi luôn. Cầm lên như vậy không đẹp đâu. Áo này nè, các bạn phải mặc vào người các bạn mới thấy đẹp. Size lót ha, rẻ tiền lắm các bạn. À, CC xin lỗi, size extra lót thì các bạn size lót mặc được đó, vì đây cũng là cái dạng rộng mà. Rẻ tiền lắm các bạn ơi. Đây là thương hiệu thời trang ở Mỹ, nhưng mà cái áo này hot lắm. CC biết cái áo này, biết thương hiệu này luôn, rành luôn. CC mặc này nhiều lắm. Đầm CC bán cho các bạn đó, mấy cái đầm xoe xoe dài dài là này nè, hiệu này nè. Tuyệt vời cái áo này, size extra large. Và cái này là hiệu Nine West, cũng là size extra large. Đây là mình vải phi bóng. No. Oh, cũng ngộ nha. Rồi, năm nay họ ra những cái kiểu lạ quá. Cái phần đằng trước là mình vải phi bóng, nhưng mà đằng sau lại là thun lạnh. Không hiểu luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Mỗi một năm nó có những cái thay đổi lạ lùng. Bây giờ các bạn cầm áo này lên các bạn không có để ý đâu. À, sờ vào rồi mát quá, lạnh quá rồi mặc thôi. Nhưng mà bây giờ CC cầm, CC nhìn, với lại CC nghiên cứu mà, cho nên CC mới phát hiện ra được. À, thì ra mặt trước mình vải phi bóng, dày, đẹp, không nhăn nha, không nhăn. Ở đằng sau mình vải thun lạnh. Tức là thun lạnh khi các bạn mặc, các bạn ngồi, các bạn dựa, các bạn ngủ, nó không có nhăn. Nhưng mà với phi bóng mà các bạn nằm ngủ, hoặc các bạn ngồi dựa, hoặc là gì đó, thì ngồi trên máy bay đi ha, ngủ trên máy bay đi, thì khi các bạn đứng lên nó sẽ nhăn. Tại vì nó là phi bóng, nó sẽ nhăn. Nhưng mà ở đằng trước phi bóng, ở đằng sau thun lạnh. Bây giờ bạn có nằm ngủ, ngồi ngủ, bạn có như thế nào nó vẫn không bao giờ nhăn. Tức là cái áo này các chị em nên mặc để đi ra phi trường, ngồi trên máy bay. Khi các bạn xuống máy bay thì cái áo nó vẫn thẳng tắp và đẹp như vậy. Hay thiệt luôn ha. Đúng là những nhà design họ suy nghĩ.
độc đáo thật luôn đó các bạn ơi. Cái phần tay rút nha các bạn, và đây là sợi dây rút rất là đẹp, kiểu này giống của Pháp nè. Karl Lagerfeld CC có cái áo đầm này đó, cái tay rút y như vậy luôn. Đây đó, rút vào cột nó là như vậy, rất là đẹp ha. Đây là thương hiệu Nike West, 59 đô, tất cả 50% đó, tuyệt vời luôn. Các chị em salon nên mua cái áo này, nên mua luôn đó. Lỡ có đi đâu đó, có nằm ngủ hay có gì đó, không nhăn nha. Đó, trên cả tuyệt vời, hết rồi. Tức là có hai cái size extra lot thôi, còn tất cả là size lot. Và đây, mùa này các chị em đi du lịch, các chị em sẽ thấy người ta mặc như vậy rất là nhiều luôn. Nhiều lắm, nhưng mà các bạn mang bata sẽ đẹp. Nhưng mà vì CC mà mang bata thì cái váy này nó sẽ chấm đất, cho nên CC phải mang cái đôi này. Chắc ngày mai đi cứ mang theo đi, chỗ nào mang được thì mang, không mang được thì bỏ vào ba lô. Thiếu chiều cao phải chịu thôi. Váy này là mình vải xô, xô mà nó cũng hơi dày dày một chút luôn, rất là đẹp. Và nó chia làm nhiều tầng, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng luôn, 4 tầng nha các bạn. Cho nên ăn gian chiều cao là như vậy. Đây là váy lưng cao đó nè, cái lỗ rúng tuốt ở dưới đây ha, nguyên một cái bản thun nó ôm lấy người các bạn, thật là tuyệt vời đó. Rồi có sợi dây buộc, và đây là cái áo thun mình vải thun rất là tuyệt vời, mỏng, thích lắm các bạn ơi. Áo này thương hiệu này nổi tiếng lắm luôn, nhưng mà ở Mỹ thôi, không thấy ghi giá tiền. Mặc cái mình thun là mê luôn cái mình thun này đó, size medium có một cái một. Với CC bộ này là number one đó, trên cả tuyệt vời bộ này đó, xuất sắc các bạn. Mặc vào nhìn mình cao lắm, là tại vì nó chia ra nhiều tầng, nhìn bản cao lắm, tuyệt vời ha, không còn điểm nào chê bộ này. Và tiếp theo cái váy này đẹp mê luôn, size small mà nó rộng ơi là rộng luôn, rộng khoảng 15 phân. Ở đằng trước là cái bản quần tay, ở đằng sau là lưng thun. CC mặc rộng khoảng 15 phân luôn, mà nó là lưng thun, mang gian sai được. Váy đẹp thật là đẹp luôn các bạn. Các chị em có thể mặc những cái áo khác để đi nhảy đầm, với cái váy này là number one luôn đó, xuất sắc luôn. Đi hát karaoke, đi nhảy đầm, đi ăn tiệc hoặc là gì đó. Cái váy này nó đẹp ở cái gì các bạn biết không? Khi các bạn bước đi, cái đầu gối của các bạn, đây, nó đánh cái bèo này lên, nó tự động nó tung ra. Nè, nhìn nè. Đó, khi các bạn bước đi, đó, nhiêu đây thôi nè, là so sexy rồi. Nè, đó, khi các bạn bước đi nha, những cái váy mà phần dưới nó có cái chân, nó có bèo như vậy, mà nó cắt vải chéo như vậy nè, bạn nào mặc cũng đẹp, mà nhìn mình rất là thước tha, rất là đẹp. CC mê cái váy này là như vậy, thấy cái là thích liền luôn nha các bạn. Các bạn thấy hay không? Ngay cái phần đầu gối mình, đây là cái điểm nhấn, họ cắt vải xéo, chỉ cần các bạn bước đi đó, không còn một điểm nào chê cái váy này, nhưng mà quá rộng luôn, khoảng 15 phân luôn đó các bạn. Để CC coi kỹ lại nha. À, CC nói hơi lố rồi, 10 phân thôi. Khoảng 10 phân thôi, không tới 15 đâu, 10 phân. Nhưng mà nó là lưng thun đằng sau mà, cho nên các bạn không cần lo. Đây là mình vải, vải gì ta, vải xoa, nhưng mà sao nó rủ lắm, không nhăn đó các bạn, tuyệt vời lắm luôn. Đây là cái váy các chị em cần mua đó.
nếu bụng các bạn 80. 80 đi. Thật là xuất sắc luôn cái váy này. Không có điểm nào chê cái váy này nha. Mê luôn, đẹp từ mình vải cho tới cái kiểu, giá tiền cũng quá sức đẹp luôn. Và đây, đây là cái áo hiệu Calvin Klein size small. Đây là một cái mình vải gì đó CC không biết. Không biết phải phi bóng không nữa. Nó là như vậy nha. Áo này các chị em mặc đi làm bình thường nè. Rẻ tiền. Giá chính thức có 49 đô à. Trời ơi, CC không nghĩ là nó rẻ đến như vậy các bạn ơi. Bữa ăn sáng mà những cái áo với những thương hiệu như vậy, mình vải mát như vậy, phi mà. Đi Việt Nam mặc mê luôn. Mặc đi làm. Áo này sang lắm các bạn, đẹp lắm cái cổ. Cổ đó, xếp ly, có cái nút cài ha. Hai nút. Áo dài qua mông, vạt bầu. Trên cả tuyệt vời cái áo này và cái váy này. Các chị em muốn mua áo mua, muốn mua váy mua ha. Áo size small, váy size small. Xuất sắc luôn này, nhìn. Wow, tuyệt vời cái váy này luôn. Và tiếp theo đây. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Mùa hè của chúng ta chỉ là như vậy thôi. Những chiếc váy mình vải xô, mình thun lạnh, mình muslin và còn nhiều loại nữa. Nói chung là váy của mùa hè thật là xuất sắc. CC thích cái váy này là nó xẻ lên tới đầu gối đó các bạn. Đó, khi các bạn bước đi, nhìn đẹp lắm các bạn. Nhìn nó rất là bình thường, như là những cái váy khác. Nhưng mà cái điểm nhấn của cái váy này là cái xẻ như vậy. Quá đẹp luôn. Với cái váy này các chị em mặc với lại cái áo thun này nè. Những kiểu áo thun này mới đẹp thôi. Tại vì sao? Vì cái phần váy nó quá xòe mà nó lại xẻ như vậy nữa. Cho nên là nhìn nó hơi có cá tánh một chút. Nó không có yểu điệu thục nữ. Nếu mà nó là cái dạng váy mà yểu điệu thục nữ, xếp ly, muslin này nọ, thì các chị em mặc với những cái loại áo kiểu thì yes. Còn đây là những loại váy, thứ nhất là mình vải xô, có tầng, có cái điểm nhấn, xẻ như vậy thì chỉ có áo thun mới đẹp. Một là các bạn mặc như vậy, hai là áo thun ba lỗ, áo thun hai dây, cái nào cũng đẹp. Với cái váy này, nếu mà kiếm được cái áo màu cam hoặc là cái áo màu kem á, trắng kem thì sẽ đẹp hơn là trắng tinh. Nhưng mà hết rồi. À, khoan, đây, có. Hồi nãy mặc vô thử rồi, nhưng mà không phải là mặc cho cái váy này. Để coi đúng màu. Cũng không đúng lắm. Vì cái kem này là nó kem, kem nó hơi rạp vàng, kem hột gà. Còn cái màu này là giống như là màu da mà hồng hồng vậy. Thích thì vẫn có thể mặc được. Đó. Thì những cái loại váy này chỉ có thể mặc với những cái loại áo thun như vậy thôi. Áo thun này là thương hiệu thời trang ở Mỹ, đơn giản, rẻ tiền ha. Và đây là cái váy CC thật là mê cái váy này luôn. Và đây là cái áo thun lẫn hiệu Calvin Klein. Áo rẻ các bạn, có 49 đô. Thì đây, các chị em nên mua những cái áo này nè. Nên lắm luôn đó. Không mua là giờ không còn đâu các bạn. Bây giờ sợ cũng chưa chắc còn nữa. Tại vì sao? Những người trẻ trẻ ở Mỹ họ mặc cái áo thun này nè, với những cái quần xà lõn đó, giống giống hại CC mặc mỗi ngày bộ vậy đó. Áo thun lẫn như vậy, ngay lỗ rúng, quần xà lõn, quần jean, đủ các loại vậy đó. Con CC cũng mặc đó mà. Thành ra những cái dạng áo lẫn lẫn như vậy hiếm lắm. Mà cái này là hiệu Calvin Klein nữa. Mình phải thun dày dày một chút. Còn cái này thì mỏng ha. Thật là xuất sắc bộ này. CC mê cái chỗ này. Mê cái điểm nhấn này.
thật là đẹp. Bộ này size small đó, nhưng mà cái áo này nè, đa số nha là double size không à, small, medium. Với cái mình vải thun này nó mỏng mà nó màu trắng nữa, cho nên những cái cục thịt mỡ ở đằng sau các bạn sẽ bị người ta nhìn thấy. Với cái mình vải thun này nó hơi dày một chút. Với cái màu này nữa, khi bạn mặc vào người, người ta không có thấy được những cái cục mỡ ở đằng sau như vậy. Đó, các bạn thấy cục mỡ không? Rất là xấu ha. Đó. Đi chơi về CC sẽ tập. CC tập cái chỗ này nó mau xuống các bạn. CC dán, dán cái miếng dán đó, rồi CC tập nó mau xuống. À, khoe với các bạn nè, bữa nay các bạn nhìn cái tay CC nè, nó vẫn còn nhão nhét, nhưng mà nó gom gọn vô một chút. Trước khi CC đi chơi, CC hay dán bụng nè, thẳng tắp luôn. Cái miếng dán đó đó, các bạn tháo hai cái miếng ở bên hông ra, dán vào hai cái cánh tay. Cái phần chính giữa thì các bạn dán chút xíu cái chỗ bụng này thôi. Như vậy thì nó tiết kiệm tiền mà nó được cái cánh tay nè. Đó. Vẫn nhão nhét nhưng mà nó gom gọn lên một chút. Đó. Tuyệt đẹp luôn. Chị em nào mà đằng sau không có những cái cục mỡ như vậy nè, đó, thì các bạn mặc cái áo trắng, cái loại mình vải thun mỏng như vậy. Chị em nào mà có những cái cục mỡ ở đằng sau nè, cục mỡ nè, đâu rồi, đó nè, cục mỡ nè đó, đó, thì các bạn mặc cái mình vải thun này, tuyệt đẹp luôn. Tiếp theo, đầm này quá đẹp luôn, đầm này CC bán rất là nhiều rồi ha. Cái mình vải xô tuyệt vời lắm. Đây là độc quyền của cái hãng này. Cái mình vải xô này năm nào cũng ra như vậy. Kiểu thì cũng tự tự nhau. Đầm này size lót, lót bơ tiết. Quá xuất sắc cái đầm này luôn. Các chị em mặc vừa thì cái phần này nè, nó phải nằm ngay ở phần eo ha, mới là đẹp ha. Đầm này họ có lót rồi, cho nên các bạn không có sợ mỏng ha. Đầm này đẹp xuất sắc đó, chị em nào size lót nên mua đi. Vừa rẻ tiền, vừa đẹp. Các chị em mặc thử đi rồi các bạn sẽ biết, đẹp lắm luôn đó. Nhiều các chị em nói là không mang được guốc cao. Nhưng mà nếu các bạn mang guốc cao mà nó cao trên, cao dưới như vậy nè, nó đâu có đau chân gì đâu. Đôi này của Ý đó, CC mang mấy năm luôn rồi đó. Đây, đầm này là không có một điểm nào chê luôn. Nhiều bạn nói CC cao, không có cao. CC để cái phone nó xuống dưới thấp. Và CC mặc những cái áo đầm dài, mang guốc 1 tấc 2, 1 tấc rưỡi. Cho nên các bạn nhìn CC cao. Nếu bây giờ cộng vào đi, CC không có cao đâu. Nhưng mà nhờ mang được guốc 1 tấc 2, 1 tấc rưỡi, rồi thêm cái áo đầm dài nữa, cho nên nó làm cho mình cao. Rồi cái phone của CC để ở dưới thấp chiếu lên, thành ra đó là cái lý do các bạn nhắn tin: trời ơi CC cao quá à, còn em rất là thấp, rồi chị rất là thấp, cho nên là không biết chị có mặc được không. Không có, chị nào cũng mặc được. Các bạn nhìn á, là các bạn phải nhìn nè, cái phần like nè, nó đụng tới ở đâu của CC. Cái này nó đụng ngay cái bàn chân của CC nè, thì tức là nó chỉ có như vậy, đâu có tính đôi guốc đâu. Đó, còn nếu mà nó qua cái đôi guốc nè, cái này nó qua nè, nó qua khoảng 5 phân, 3 phân gì thôi. Đó, nhiêu đó các bạn trừ hao. Chứ các bạn đừng có nhìn theo cái dài, không có. Các bạn nhìn theo cái dài là các bạn nhìn sai. Các bạn phải nhìn coi cái phần mà chấm xuống dưới đất của cái gấu á, nó tới đâu. Nè, đó các bạn thấy không? Giống như cái đầm này, nó hở lên khoảng 7 phân. Mà đôi guốc này là cao 1 tấc 2. Đó, các bạn phải tính nữa nha, chứ các bạn không tính là không được đâu. Các bạn chỉ nhìn qua rồi nghe, rồi không nghe, rồi cứ nhìn thấy, nhìn là không thể được, nhìn là không mua được gì. Mua là không mặc được. Bạn chỉ nhìn coi cái màu đó bạn có thích không, bạn chỉ nhìn coi nó có đẹp không, kiểu nó như thế nào. Nhưng mà không phải, CC không có bán như vậy.
CC không muốn các bạn nhìn như vậy, mà CC muốn các bạn phải lắng nghe CC nói. Là tại vì CC là người mặc, CC cảm nhận được nó như thế nào. Tại vì sao? Vì đồ của CC bán cho các bạn no return, no exchange luôn, final sale rồi. Cho nên CC mới ráng cố gắng hết sức mình, mệt mỏi vô cùng cũng ráng nói thật là chính xác để cho các bạn mua, để các bạn mặc được. Chứ có ai các bạn thấy bán hàng review giống như CC không? Không bao giờ có luôn, CC dám khẳng định luôn. Không có ai mà có thể mà review 3, 4, 5 tiếng liên tiếp như vậy, cảm nghĩ của từng chiếc áo đầm để nói với các bạn, mà các bạn không lắng nghe dùm cho CC thì uổng công CC quá. CC nói thiệt. Thành ra rất mong các chị em, CC muốn các bạn mua là phải mặc được. Những bạn nào mua mà không mặc được đó, mà bạn báo cho CC biết, CC buồn lắm. Nói thật luôn, CC nói trời đất ơi, mà trong lòng CC khó chịu lắm, buồn lắm, nói thật lòng luôn á. Mặc dầu là CC không có cho các bạn trả lại đâu, nhưng mà các bạn làm cho CC buồn. Tại vì CC chia sẻ quá là tỉ mỉ, từng ly từng tí, từng chút CC nói. Thậm chí có nhiều cái CC vạch hết lên cho các bạn xem luôn, mà các bạn không lắng nghe. Các bạn chỉ nhìn hình thôi, sao các bạn mua được? Rồi các bạn còn hỏi lại, nếu mà các bạn nhìn hình thôi thì thôi CC để cái áo đầm này mặc cho con mannequin này chụp cái tấm hình rồi đăng lên trên YouTube để bán cũng được vậy. Chứ cần gì mà CC phải thay ra thay vào, thay ra thay vào. Trời ơi mệt lắm đó. Nhưng mà vì cái sự đam mê của CC, CC không biết mệt là như thế nào, gạt cái mệt qua một bên đó. Chứ bạn nào làm nổi giống CC không? CC nói thiệt luôn, không ai làm nổi đâu. Không có đam mê không làm nổi đâu. Đó, mà người ta bán hàng đó, người ta chỉ cần review một món hàng thôi, người ta có cả trăm cái giống như vậy, đủ size để người ta bán. Cho nên là người ta chỉ cần bỏ ra 5 phút, 10 phút thôi, người ta bán được 5, 70 cái, 100 cái. CC đâu có đâu. CC review 5 phút, 10 phút, 20 phút, đứng nói, suy nghĩ nát óc luôn. Thế này, thế nọ, thế kia, vậy nọ. Có một cái mà lâu lâu có thêm một cái nữa, hai cái. Là tại vì CC đi shopping, đi vào mall, đi vào nhiều tiệm, đi outlet. Thay vì các bạn đi thì các bạn ở nhà làm việc đi, kiếm tiền đi, CC đi. Mỏi rời cả đôi chân, nắng nóng chảy mỡ luôn, khiêng nặng thật là nặng luôn mới mua được nhiều như vậy. Không phải mình CC đi, lôi con, lôi cháu theo, nhờ cả dòng họ luôn. Ai nhờ được là CC nhờ hết. Nhưng mà mình nhờ người ta thì phải sao? Phải biết điều. Con ơi con ăn này không, con ơi con ăn kia không, con ơi con muốn cái đó không, ngoại mua cho con ơi con thích không, rồi về phải cho cháu vài chục đô nữa. Cháu chở mình đi mà, lấy thời gian của cháu cả ngày trời. Đó, thành ra CC mua được những cái áo đầm, CC review được cho các bạn là CC làm hết sức của CC đó để đưa tới những cái gì tốt đẹp nhất tới cho các bạn. Vì không có ai mà làm ăn cái kiểu như CC như vậy đâu. Thiệt, CC đang phí công sức của CC đó. Thành ra các tình yêu, hãy lắng nghe CC, lắng nghe và hãy giúp cho CC, giúp được gì giúp ha. Chịu khó ngồi coi, nghe kỹ một chút để khỏi phải hỏi lại CC. Khi mà các bạn hỏi CC đó, là CC phải coi lại cái video đó. À cái chị đó chị muốn cái đó phải không, chị muốn cái này. CC phải lắng nghe lại cái video đó. Mất biết bao nhiêu thời gian của CC. Tại sao khi các bạn coi, các bạn không coi cho kỹ giùm CC một chút, rồi nhắn với CC thôi. CC không có coi lại video đâu, CC nói thiệt. Mệt lắm, mà phí thời gian của CC nữa. Vì CC đã làm quá tỉ mỉ, quá kỹ lưỡng rồi các bạn. Thành ra CC nhờ các bạn help CC,
giúp CC một tay bằng cách lắng nghe kỹ dùm cho CC. Vậy thôi. Đó. Đây. Tức là cái áo đầm này mặc vào người nó thoải mái, nó thích quá luôn, cho nên đứng nói quá nhiều. Đó. Thật là thích đó các bạn. Cái mình vải nó làm cho da thịt mình rất là mát, rất là thích, cho nên mới đứng nói nhiều, mặc vào người không muốn cởi ra luôn. Là đây, trên cả tuyệt vời, rẻ tiền lắm không? Xài lót nha. Và tiếp theo, đây là một cái áo đầm mà CC nói là đẹp xuất sắc, nhưng mà để CC kể cho các bạn nghe. Người ta nói buôn bán làm ăn là có mê tín dị đoan, đúng không? Thì bây giờ mình bán hàng online, các bạn có nghĩ là nó có mê tín dị đoan hay không? Cao đầm này, CC có hai cái. CC review cao đầm này lâu rồi, mấy tháng rồi. Một cái kia đã bán lâu rồi, nhưng mà còn lại cái này, CC bỏ vô thùng. Thì khoảng 2 tuần sau thì chị mới nói rằng là ok, gửi đồ cho chị đi em. Thì CC mới nói bây giờ đồ của chị có những cái gì cho em biết, đem khỏi phải tìm. Thì chị gửi hình cho CC thì không có cái áo đầm này. CC coi ở trong thùng lại thấy cái áo đầm này. CC nói với chị ơi, chị còn một cái áo đầm này nè. Thì CC mới gửi cái hình cho chị. Thì chị nói thôi chị không mua. Rồi thôi. Các bạn biết không, 9 người tổng cộng, người gần nhất là chỉ mới đây khoảng chừng 1-2 tuần đây thôi à, cũng đã chọn. CC không hiểu lý do tại sao với cao đầm này 9 người lần nha, CC ghi sổ đó, mà đều cancel hết, không ai mua cao đầm này. Trong khi cao đầm này là CC nói với các bạn nha, tay các bạn sờ đi, các bạn mua liền cái áo đầm này trong một nốt nhạc. Nhưng mà bây giờ CC sẽ không bán nữa. CC mặc, mặc dầu là CC mặc không có vừa, size small. Cái bụng nè, nó quá rộng, nó không có ôm vào cái bụng CC, rộng. Nhưng mà vì cái áo đầm này là CC nói thật với các bạn là mê luôn đó. Ngày hôm nay chính bạn này sẽ cảm thấy rất là tiếc cái áo đầm này. CC nói thiệt luôn, đẹp tuyệt vời là đẹp, mà sang vô cùng là sang, mặc vào người rồi khỏi cởi ra luôn. Không phải CC giận mà CC không bán, không phải như vậy. Vì ngày mai CC đi chơi rồi, và đây chính là cái áo đầm mà CC cần mặc cho ngày mai. Thứ nhất là nó không có quá dài, CC không cần phải mang cái đôi guốc cao như vậy, mà CC chỉ cần mang cái đôi thấp như vậy là CC đi được rồi. Còn đồ CC chọn cái nào nó cũng quá dài, cái nào CC cũng phải mang guốc cao. Nhưng mà cái đầm này nó vừa đúng luôn, để cho CC có thể mang được dép, hoặc là sandal, hoặc là cái đôi guốc thấp như vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó là mình vải phi bóng, nó mát lạnh luôn, mặc vào người là không muốn cởi ra luôn. Đó là cái điểm thứ hai. Cái thứ ba, cái phần ở dưới này nó xếp ly ha, cho nên khi chúng ta ngồi xuống chúng ta ăn, nó che mất cái bụng và không bao giờ nó nhăn, vì nó đã xếp ly rồi, còn nhăn cái gì được nữa. Cái thứ tư, cái cổ nó che bít như vậy. Ngày mai CCD người lớn rất là nhiều, con nít cũng rất nhiều, cho nên không có thể nào mà mặc đồ mà hở hang mà hai dây mà giống như là CC muốn mặc được. Với lại mình đi chơi cái đó, nhảy lên trên cái này, nhảy qua cái kia, rồi bước lên, rồi thế này thế nọ, cho nên nó kín kín một chút như vậy. Yes. Thí dụ như CC đi người nhà, CC không thôi, thì mình mặc áo hai dây nó như thế nào, nó hở nhiều, hở này hở kia. Yes, còn đi cái này người lớn rất là nhiều, bên suya nữa, rồi đàn ông nữa, rồi nít nữa,
Cho nên kính kính lại như vậy là number one. Với lại đó, CC vào để coi cái YouTube đó rồi là CC biết là đi chơi kiểu đó là nó sẽ như thế nào. Đó. Cho nên mặt khoe nè, đẹp xuất sắc luôn. Chỉ có một cô em ở bên Cali là mua được cái đầm này, với đây là cái thứ hai thôi. Coi như chính bạn đã chọn rồi, đã bỏ vào thùng rồi mà các bạn đều cancel hết. Thành ra số CC là số hưởng. Vì cái đầm này không có một điểm nào có thể chê được với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Xuất sắc vô cùng luôn. Bây giờ CC có ăn no, nó phùng ra thì CC mặc nó sẽ vừa hơn một chút. Còn cái này nó hơi bị rộng. Là đây. CC mê cái áo đầm này lắm. Nhưng mà vì không có cơ hội đi đâu hết. Trên cả tuyệt vời đó, CC đi sẽ chụp hình thật là nhiều, đăng trên Facebook cho các tình yêu của CC xem nha. Đẹp mê ly luôn đó. Tại sao chính bạn lại đều có cái suy nghĩ như nhau? Các bạn kêu CC chọn rồi, các bạn chọn chứ. Các bạn chọn. Có người thì đã bỏ vào thùng, có người thì chưa bỏ vào thùng. Thấy CC review cái khác là các bạn chọn cái khác liền. Cái CC thắc mắc là tại sao chính bạn đều chọn rồi mà đều cancel. Tức là cái lý do khi CC review cái đầm này nó có một cái điểm gì đó không đẹp, hay là CC nói không đúng, hay là nó như thế nào mà để cho các bạn cancel mà chính bạn luôn. CC muốn biết cái khuyết điểm của CC nó từ ở đâu ra mà để cho chính bạn đều có một cái suy nghĩ là cancel cái áo đầm này. CC chỉ thắc mắc vậy thôi à. Mà thật ra cái áo đầm này là cái áo đầm các chị em đáng mua và rất là cần để mua luôn. Tại vì nó kín cổ như vậy, CC ít mặc. Đêm hôm nay đi nè, sắp đi rồi đó. Cho nên CC cần nó phải như vậy. Thật là đẹp luôn. Hẹn các tình yêu chắc khoảng chừng 5-10 tiếng nữa thôi. Các tình yêu sẽ thấy CC mặc cái đầm này, chụp rất là nhiều tấm hình cho các tình yêu của CC xem nha. Chính bạn nhớ cái đầm này không? Bạn nào nhớ ghi cho CC vài câu đi, cho CC biết lý do tại sao các bạn cancel cái áo đầm này, trong khi cái áo đầm này là xuất sắc vô cùng luôn. Không phải vì mắc tiền, đầm này đâu có đắt tiền đâu, sale rồi, 50% off rồi, bằng tiền mấy cái áo đầm kia không chừng rẻ hơn nữa đó. CC muốn biết vì sao thôi, vì sao mà chính bạn cancel. Trên cả tuyệt vời đó. Ngày mai chụp hình ở ngoài trời để cho các bạn sẽ thấy nó rõ hơn và nó đẹp hơn nhé. Rồi, CC mệt rồi, review quá trời đồ kìa. Vậy nè, CC đi chơi mấy ngày về nha. Hẹn gặp lại cả nhà. Và về thì sẽ tiếp tục quay số và trao quà cho các tình yêu của CC. Đẹp xuất sắc luôn. Số phone của CC là 706-987-9063. Số phone của anh Sa bên Việt Nam 098-257-1934. CC chúc cả nhà ở nhà vui vẻ nha, đón xem video của CC nha. Trong cái chuyến đi này là có một đứa cháu. Đứa cháu này nó cũng thích TikTok lắm, nó cũng thích Facebook này nọ, nó quay phim cũng hơi giỏi đó. Cho nên là CC đã đưa đồ nghề của CC cho cháu. CC nói con thích những cái này không? Chỗ nó mê luôn. Nó nói chỗ con thích lắm, con thích lắm. Mà kêu mẹ mua, mẹ không có mua. Con thích lắm, con thích lắm. Mình cầm theo được không bà? Nó kêu CC tới bà lận đó. CC nói được chứ, con cầm đi. Thành ra hy vọng có đứa cháu này
nó sẽ quay được những cái thứ phim hay, đẹp lắm, để cho các tình yêu của CC khi nào có dịp thì đi tới đó để tham quan ha. Lần đầu tiên CC đi tới. Trên cả tuyệt vời đầm này, hẹn các tình yêu vào ngày mai với cái đầm này. Ok. Bye bye. I love you.